Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào mọi người, em là Yumi Tom đây. Hôm nay em chưa có cái video gì cho nên em làm một cái video để gửi lên quý vị và các bạn là cuộc sống của chị ba tôi. Mọi người xem, chị ba tôi rất là đẹp gái đúng không? Rất là sành điệu đúng không? Cái nón này được định giá là 5 tỷ nha mọi người. Cái chiếc smartphone này là Rolex nha mọi người, được định giá là tỷ đô nha mọi người. Cái chiếc áo này là chị tôi mặc cũng đã vài chục năm rồi, bây giờ là định giá là không có thể nào mà định được, mà chỉ có bán đấu giá thôi. Giá khởi điểm là 3 tỷ nha mọi người. Đó, từ trên xuống dưới là mọi người thấy không, đây là chiếc giày cổ nha mọi người, không có gì nhiều. Cái chiếc cái quần này mà bây giờ bỏ vô đồ cổ thì cũng là định giá được 30 tỷ. Thêm hai cái đồ ủng này nữa, rửa chén mà mang đồ ủng là mọi người tự hiểu nha. Đó, giờ mình quay lên gặp chị ba. Chị ba chào mọi người cái nè chị ba. Xin chào mọi người. Đó, chị ba rất là xinh nha mọi người. Sáng giờ làm quần quật, bây giờ về bấm điện thoại, trong khi cái đống chén bát nó vẫn còn nè mọi người. Đây là phần thưởng dành cho chị ba sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đó là cái đống phần thưởng này đó. Đó, đây là được dành cho chị ba, chờ chị ba, nhưng mà chị ba rất là thảnh thơi nha mọi người. Chị ba vẫn còn bấm để cập nhật thông tin rửa chén như thế nào, cũng phải là lên Google nha mọi người. Đó, chị ba đang truy cập vào mạng xã hội. Trời ơi, rửa chén này. Trời ơi, mọi người thấy không mọi người? Chị rất là thích livestream nha mọi người. Trời ơi, rửa chén rồi mà lên mạng đó, tìm đồ nha mọi người. Trời ơi, thiệt tình hả chứ. Đó, thấy vui không mọi người? Trời ơi. Lòng chứ, chơi chứ. Nhà quê vậy là cũng phải. Trời ơi, rồi. Ở quê mà cứ coi livestream mua hàng nha mọi người. Đó. Rồi thôi rửa chén đi, xong rồi có gì đó rồi coi sau. Đó, mọi người thấy không? Đó, bây giờ bắt đầu chị ba thấy mọi người cho nên lật đặt cắt cái điện thoại liền đó mọi người. Cắt cái điện thoại liền. Đó, cắt cái điện thoại liền, tập trung vào chuyên môn liền mọi người thấy không? Đó, mẹ em thấy mẹ em quá đỉnh không mọi người? Đó, được mấy ai như mẹ em, bây giờ nó sản xuất ra cái máy rửa chén nhiều rồi. Mà bây giờ là ở Sài Gòn hoặc là ở những cái thành phố lớn người ta ăn dụng cụ một lần được người ta vứt thôi chứ còn không có rửa nha mọi người, ít khi rửa lắm. Đó, thấy chị ba em không? Rất là chuyên nghiệp nha mọi người, rất là sành sỏi nha mọi người. Đó, ở nhà cũng có nhiều con lắm, nhưng mà con chỉ cầm cái máy quay đi quay thôi, không có rửa. Ê, em chứ bây giờ cho tiền em cũng không dám làm được những cái việc này đâu mọi người, tại vì cái lương cao quá em không có xứng đáng. Em không có xứng đáng đó mọi người thấy không? Trời ơi, hãy rửa chuyên nghiệp không, hãy rửa chuyên nghiệp không mọi người. Đó, chứ cần gì đâu mà cao sang đâu, rất là chuyên nghiệp. Đó, ô xả nước luôn mọi người. Em nghĩ cái này là tự động chứ chỉ tay là nước nó ra, mà ai ngờ chỉ có bằng một cái. Thấy rất là miễn cưỡng. Đó. Mới ăn tiền chứ. Mới lấy tiền người ta được chứ. Rất là miễn cưỡng mọi người. Vậy mới đi làm ô xin này lấy tiền chứ. Con cảm ơn nó thường lương, nó lương đồng nào, gì lấy gì nuôi chồng nuôi con. Chị rửa chén rất là miễn cưỡng nha mọi người. Thấy mẹ em tuyệt vời không? Đó. Nhà đâu có dột đâu mà mẹ em vẫn vì khán giả cho nên đậu cái nón cho nó đẹp. Đó. Đó, thấy ai mà được thì chị em không? quần quật chạy là hết ngày nha mọi người. Sáng dậy cái quần quật. Tới nhà ông chủ trả lương. Bao nhiêu thiện bồ à, có chỗ nào được giống chỗ này không mọi người?
sáng thì làm, trưa thì ăn, tối thì đi làm, khuya lại là được chủ bao ngủ. Quá là đỉnh điểm. Cái này là gọi là ô sinh trọn gói nha mọi người. Ô sinh trọn gói. Đó, quần quật quần quật. Giờ la bếp. Đó, mọi người thấy không? Chiều cái là cái chiều. Tham tới có chủ con ngủ. Đó. Người thấy không? Hay giỏi không? Việc gì? Việc gì cũng làm được á mọi người. Cũng đâu phải đến nỗi tệ đâu. Đó. Ở thì thường thường là có mèo với có mèo. Nên là lần đâu với cho nó vô đó, cái đĩa mèo nó pha thì chịu có ăn chủ tối không cấp lương không cho ngủ. Sao? Nè bưởi này mọi người, bưởi nhà rụng nè, à, thấy không? Cỡ dài rụng hết đó. Trên đó trái cam cho trái bưởi gì? Trái bưởi đó. Trái cam. Trái cam cho cái trái bưởi gì kỳ vậy? Đó mọi người thấy không? Quá đẹp. Quá tuyệt vời. Xong. Đó, vậy là xong hết là một buổi sáng rồi đó nha mọi người. Mình lướt lướt chừng cả tiếng hồ cái là mình đi lộn đó mọi người thấy không. Mình cũng có iPhone 5 iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max đó mọi người. Coi thử chỉ dưỡng eo dưỡng đùi nhưng mà mình không dưỡng eo nha. Sức của mình đơn em tốt mà mình giữ eo là phải giỡn mà. Giỡn thức ăn đâu có được. Phải ăn cho thật no. Như một con heo hả mọi người? Cử tiên gì hết. Đó, thấy yêu đời không mọi người? Quá hay, quá dữ. Quá giỏi. Để kiếm được người phụ nữ giống vậy cũng hiếm á nha. Không phải là chuyện dễ nha. Đó, rồi từ khi nào mà chị nổi tiếng lúc nào cũng hay. Mọi người yêu thích chị thì vui lòng chia sẻ, like, đăng ký kênh để ủng hộ chị Ba nha mọi người. Đó, chị Ba mọi giống người thương cho một cho chị Ba một like nha. Thêm hai cái khẩu súng hai bên nữa, thêm con ngựa nữa là chỉ như cao bồi đó nha mọi người. Ừ, người tập tạ, đàn ông tập tạ thì đô, đàn bà không tập vấn đô như thường. Đồ giống cao bồi không mọi người? Rút điện thoại ra thay vì ngày xưa rút súng, bây giờ rút điện thoại. Không biết chị gọi cho ai mà chứ gọi hoài á mọi người. Đó, cuộc sống của chị thì chị ấy thôi. Sáng dậy làm, trưa chuẩn bị cơm, chiều làm, tối chuẩn bị cơm, rồi cái khuya cái chỉ mò xuống có cái gì thì chị ăn sạch cái đó hết mọi người. Ăn được ngủ được là tiên. Nói qua không sai. Gọi ai với chị cô bồi? Không mọi người, giờ nhà quê tiên tiến rồi, ai cũng dùng smartphone.
Cái thế này là mua được nhiêu tiền đây? Trời ơi, bữa cô nói này rồi, hồi nãy có con bé nó vô. Alo. Ừ. Tao chọt vô cái mỏ mày. Hồi nãy có con bé nó vô, con không nói thì sao con bé nó vô? Đang có khách nó tổ vô. nó gán ngon vô nó tổ. Cô nói với con bác kia rồi mình sao cũng cứ năng. Ừ. Giải một cô tưởng đâu mẹ không nói tên nó để thật sự mày đó. Rồi bây giờ mày đi đâu mẹ? Đâu ở đâu á? Chị bón hả? Ừ. Tao im chút mua mau bón đét, bón cho nhiều nhiều đi rồi tao lấy tiền về nuôi con. Vui vẻ được rồi. Chừng nào vậy hả? Vậy mình nói đi. Sổ nữa. Dưới mưa cô mưa hôm qua nay hơn ngày nay rồi bây giờ sững. Đông cắt con bò. Nói chuyện giang hồ mọi người. Mình rảnh mình xẹt qua mình dẫn cô đi hát karaoke rồi thử. Nhà có mấy cái loa rồi rủ người ta về hát. Nó chị Đại có khác không mọi người? Rồi chúc sức khỏe nha, không lo lắm á mày. Ừ, cái tánh của ông khó lắm á. Mà đi nhiều mới khó với vợ với con trời. Đón lẽ rồi mới khó người ngoài chứ đi không khó chị với vợ con lộn gì khó. Ừ, đúng á. Cái đó là ông á, bữa rồi mày xuống ta nói ông. Cười đã mọi người. Mẹ ơi, thôi. Ừ, thì nhưng mà nói vậy thôi, chứ để nói là đâu ơi giống ơi đâu. Mà mình sống gần chồng thì mình biết không, chứ bây giờ biết không thở với ơi đâu con. Hỏi con đó lấy chồng chưa? Mấy chục năm, giờ 60 năm cuộc đời, còn hơi nam nữa là 60 năm cuộc đời rồi. Chứ mà nói 60 năm chưa, tới 60 năm là thấy chó rồi, mình bị nó tốn 10 năm. không có cái bờ hớt tốn 10 năm mà 60 năm cuộc đời. Thì cô cũng nguyện biết cái sống là sống với con với cháu chứ còn sống với ổng chị chưa chết mà ổng đã tới chừng đó ổng còn lưu lại bằng chứng nha mọi người. Nhìn cái miệng của chị kìa. Đừng mờ đàn ông đi chứ đàn bà đi chi. Rồi chúc mua ma bắn đét. Đó mọi người thấy không? Không việc cái vậy đó cứ gọi miết. Xong việc là gọi miết, gọi mẹ em trong mặt luôn á. Cứ thoải mái thì được rồi, sống cho mình chứ sống cho ai. Nè mọi người. Mình vui mỗi ngày thì được rồi. Chúc mọi người vui mỗi ngày. Cũng y như em ba vậy đó. Em ba làm công việc xong rồi em ba thảnh thơi. Em ba có nước vậy đó. Nhưng mà ba không biết nhắn tin nha. Mọi người bữa nào mọi người chỉ đi mình nhắn tin. Rồi mặc đồ đẹp nữa mọi người ạ. Gỗ nó cũng tốn tiền chứ đâu phải gỗ không tiền đâu. Bởi vì không biết nhắn tin. Bởi vì mình hay lúa. Lúa mới lên đời. Mình cũng cầm lướt với thiên hạ chứ để mấy đứa bọn nó la quá nên nó mày hơi lúa. Mà lúa thiệt. Lúa chắc cả kho mọi người. Lúa thiệt mà. Mình có sao nói vậy à. Thiệt à. Đi
Bây giờ mình nói mà mình nói không đúng rồi mai mốt bạn bè đồ nó tri ra cái nó nói mày nói sợ nữa. Rồi, tới đây kết thúc nha mọi người. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người. Xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe, mỗi ngày bình yên trong cuộc sống. Dạ, bye bye mọi người. Em gặp lại mọi người trong cái video sau. Giờ chuẩn bị mình đi gọt bưởi ăn. Nay gọt bưởi là có cái để coi nữa nha mọi người. Nhưng mà em cũng phải đi làm đây. Chứ em ở nhà hoài thì đói đó, cho nên cũng phải đi làm đã. Rồi, chào chúc mọi người có một ngày giữa tuần thật là vui vẻ và ý nghĩa cùng bên gia đình. Bye bye.